Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube Thái Lai. Hôm nay thì anh em đã coi những video trước hết chân rồi, và bữa nay thì mình soạn ra mình quay lại cho anh em biết là mình sẽ hướng dẫn anh em cách ráp cái adapter này, hay là gọi ngầm chuyển như ha. Anh em hay thắc mắc và một số anh em đôi khi mà muốn chuyển qua xài thì anh em hoang mang không biết, thì những video trước mình đã giới thiệu anh em rồi. Bây giờ video này mình sẽ ráp cho anh em coi chụp có thể được không nhé. Điều đầu tiên anh em hãy mở nắp này ra. Thứ hai nó mở lên đạt ra luôn. Và chúng ta gắp thử nhé. Ở trên cái adapter này nó có cái nút màu trắng anh em này. Anh em thấy không? Màu trắng này. Thấy chưa? Nút chấm trắng chưa? Anh em hãy để cái nút này vào ở cái máy Sony của mình ở đây. Mình có chiếc Sony A7 Mk2. Để vào đây này cho anh em thấy nhé. Với cận cảnh với con. Đây. Thấy chưa? Thì ở bên này nó có cái máy A7 Mk2 này, nó có lúc này nè, anh em cứ bỏ vô. Bây giờ mình đáp cho anh em coi nha. Ok, nó kêu cắt là quá ngon rồi đó ha. Rồi, sau khi đáp như vậy xong rồi thì chúng ta là có một cái ngầm chuyển nhìn cũng rất là hoành tráng lắm anh ạ. Đó, anh zoom lên cho anh em coi cứng đi ha. Đó, thấy không? Rồi, việc còn lại anh em cầm lens đáp thì ở đây, ở trên tay mình có một cái lens 50 của Canon. Đây, bây giờ mình sẽ lấy 50 mình ráp ha. Mình sử dụng cái lens bề này thôi anh em ạ. Ráp cho nhé. Thì ở trên nút này anh em có để một cúp. Đối những anh em mà xài rồi á, chắc chắn anh em đã biết rõ rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng đôi khi những anh em mà chưa xài, anh em hoang mang không biết thì mình chia sẻ anh em luôn. Thì ở đây nó có nút đỏ, khi ráp vô nút đỏ đây nè. Thấy chưa? Để ngay nút đỏ với nhau. Anh em bạn kịch. Anh em nghe âm thanh chưa? Đây, bạn vô như vậy. Ha. Rồi. Khi anh em ráp vào rồi anh em việc chụp thôi. Còn cái phần tháo ra thì ở bên phía tay phải này nó có một cái nút này nè. Đè xuống. Khi anh em tháo lên ra là anh em đè xuống như này nè, vặn ra vậy ra này. Thấy chưa? Và khi ráp vào như vậy. Đó là cách ráp kiểu của cái adapter luôn ha. Rồi. Còn ở bên cái adapter này có một nút này để xài trong cái cổng USB, thì cái phần này nó tác dụng gì anh em coi sau video sau nhé. Đây ha, có cái lỗ này. Thì cổng dây này mình chưa xài ra, tháo ra. Đây ha. Đây. Rồi, bây giờ để mình chụp thử một tấm nhé. Anh em nhé. Bây giờ mình mở lên, máy lên. Rồi. Mình chụp đại một tấm ở đây luôn đi, mình chụp lại cái camera quay mình luôn đi ha. Ok. Anh em đợi xuống nhé để coi được ok không nhé. Quá ok luôn. Rồi, đây anh em coi quay cận cảnh cho anh em coi đi em, con. Đó, mới chụp xong đó. Đó. Rồi. Đến đây là anh em đã hiểu được cách ráp và cách chụp là xài không vấn đề gì hết. Còn phần còn lại á, khi mà sử dụng với cái lens Canon như này nó bị gì á, thì anh em hãy coi những video sau mình chia sẻ anh em cách tận dụng từng lens một để mà sử dụng. Đầu tiên thì mình có cái lens này mình chụp đỡ cái đó. Chứ mới có cái máy về mà không có lens sao chụp anh em. Mà mua lens của Sony giá cao anh em hay phần nào. Thì mình nghĩ là anh em nào mà không có điều kiện hoặc là muốn chuyển qua từ Canon chuyển qua Sony, anh em không báo dàn máy thì mua cục adapter này chuyển qua là ok rồi. Bây giờ anh em đợi một chút để mình kiếm một cái lens khác mình ráp thử nhé. Anh em chờ xuống nhé. Đây, bây giờ mình lấy một cái lens của Sigma mình ráp thử nhé. Anh em coi luôn nha. Rồi, bây giờ mình mở chụp thử tấm luôn ha. Kết thúc video. Ok. Wow. Quá tuyệt vời anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Rồi anh em coi hình đây. Anh em đợi bên xíu hình đây nhé.
Đây tấm mình vừa chụp đây anh em ạ. Anh em thấy sướng không? Rồi đến đây thì anh em đã rõ rồi, và mình xin chào anh em. Hẹn anh em ở video sau, và hy vọng là những video thực tế như thế này anh em thấy rõ ràng cận cảnh thực tế luôn, mình xài qua mình chia sẻ lại anh em. Còn anh em nào mà đã xài rồi hãy cho ý kiến dưới video nha anh em. Bye bye anh em.